Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh cũng như là cơ khí điện thềm. Thì trong sản xuất thuốc bắc thuốc nam thì hầu như bà con cũng phải thực hiện cái chức năng là thái cây thuốc ra dạng lát hoặc dạng khúc, những cái thay cốt cây thuốc khá là cứng. Thì bà con bình thường nếu như mà theo thủ công thì sẽ thái bằng tay hoặc là những cái phần máy chặt, thì nó sẽ rất tốn thời gian cũng như là bà con sử dụng thì rất là khó khăn, tốn sức. Thì bên điện máy Cường Linh hiểu điều đấy nên là đã chế tạo ra cho bà con cái dòng máy thái thuốc bắc thuốc nam, hai chức năng, vừa là thái được thân cây dây cây leo ra dạng khúc hoặc là thái lát thân cây cứng, thân cây gỗ. Đấy, thì ở trước mắt bà con đây là cái dòng máy thái hai chức năng dòng lớn, thái cây từ đường kính 10 đến 13 cm, khá là lớn cho bà con sử dụng, vô cùng là đa dạng, cũng như là máy thì được bố trí bánh xe di chuyển cũng như là cơ cấu tiện lợi cho bà con di chuyển ra di chuyển vào. Thì sau đây điện máy Cường Linh xin thông báo qua cho bà con cái giá của máy luôn. Hiện tại cái dòng máy thái hai chức năng và dòng lớn như thế này đây, đầy đủ motor đang có giá là 6.200.000. Đấy, thì bà con có thể nắm bắt, còn nếu bà con nào có nhu cầu một ít hơn, thái những cái cây nhỏ hơn từ đường kính 8 phân đổ lại thì có thể lấy cái máy nhỏ giá là 3.800.000. Đấy, khá là giá cả khá là hợp lý cho bà con. Có thể sắm một con như thế này về để sử dụng. Đấy, thì sau đây điện máy Cường Linh dùng như là cơ khí thượng thần xin giới thiệu cho bà con qua cái cấu tạo cụ thể của máy luôn và cái nguyên lý hoạt động của máy để cho bà con nắm bắt được, cũng như là mình sắm sửa mua một con để về sử dụng. Đấy, thì máy thì được thiết kế toàn bộ là bằng thép cực kỳ chắc chắn và cũng như là sử dụng motor điện. Đấy, thì giới thiệu qua cho bà con trước hết là cái phần motor đi. Đấy, motor này là motor của Trần Hưng Đạo, motor điện 2 kg 2 3 ngựa. Đấy, motor này thì bảo hành cho bà con 1 năm cũng như là cháy đổi mới trong vòng 1 năm luôn, vô cùng là yên tâm với cái dòng motor Việt Nam này. Đấy, máy thì được đặt trên tất cả là một cái khung thép V4 cực kỳ chắc chắn như thế này đây. Thép V4 và bố trí bánh xe cao su di chuyển. Đấy, êm ái, cũng như là cái phần ốc này thì những cái phần ốc nổi cao như thế này thì bà con chú ý là sau này mình dùng thời gian lâu dài mà cái dây cu loa nó có bị nháo đi thì mình có thể siết những con ốc trên này ở phía trên này đây. Đấy, mình nới con ốc dưới và siết con ốc trên này thì nó sẽ trực tiếp kéo cái phần dây cu loa xuống và căng ngược trở lại. Thì trong thời gian sử dụng thì bà con chú ý thi thoảng mình kiểm tra cái phần dây cu loa này. Ở đấy kiểm tra xem nếu như nó có hiện tượng trùng thì mình sẽ tăng cái dây cu loa lên để đảm bảo cái công suất cũng như là cái năng suất hoạt động của máy. Đấy, còn PT này là một cái phần bu ly lớn để dẫn động trực tiếp qua phần bánh đa, cũng có phần ốp bảo vệ như thế này đây. Đấy, sơn được sơn tính điện, sơn chống rỉ, thiện thần CL68 được in màu trắng ở trên phần thân máy như thế này đây. Đấy, còn máy thì được đặt cái phần bánh đa cũng như phần bu ly được liên kết qua một cái phần trục bằng thép đặc như thế này đây. Đấy, đặt lên hai vòng bi P206 khá là lớn. Thì tất cả cơ cấu tháo lắp các thứ thì cũng khá dễ dàng thôi. Bà con sau này thay thế cũng như là sửa chữa nó cũng đơn giản. Đấy, tất cả được bắt bằng ốc các thứ hết cho bà con. Phần tay cầm thông minh đây, có thể thụt ra thụt vào đây. Đấy, thì khi bà con chú ý mình kéo ra thì mình khóa lại để tránh cái trường hợp mà khi đẩy thì nó bị chốc về phía trước. Đấy, còn khi nào không dùng thì mình kéo lại như thế này đây thì máy sẽ gọn gàng hơn. Đấy, còn đứng ở cái góc độ này thì bà con sẽ thực hiện chức năng thái lát nhé, thái lát đấy, thái thân cây gỗ, thân cây cứng thì bà con đứng ở phía sau này để đút về phía trước. Đấy, và khi mà bà con thực hiện chức năng thái cây cứng thì có thể trực tiếp mở cái phần nắp này ra. Đấy, nắp này thì nó sẽ có hai phần lấy khóa như thế này đây. Đấy, bà con mở ra. Đấy, mở ra. Đấy, và trực tiếp đứng ở phía sau và đút cây chuối, đút cây thuốc về phía trước để thực hiện chức năng thái thuốc. Đấy, ở trong này thì đối với cái dòng máy thái lớn thì nó sẽ có 4 dao. Tất cả có 2 dao thái lát và 2 dao thái khúc cho bà con cân xứng nhau, đối xứng nhau như thế này đây. Máy thì quay cực kỳ êm ái nha bà con yên tâm. Cái này đã được đưa lên máy và cân bằng động cho bà con rồi. Đấy, tất cả thì được lắp thêm một phần bánh đà như thế này thì nó sẽ tạo cái lực chém khỏe hơn cũng như là đảm bảo cái độ cứng vững khi bà con thái cái phần thân cây thuốc lớn cũng như thân cây gỗ. Đấy, máy thì được sơn tỉ mỉ cả trong lẫn ngoài. Đấy, bà con yên tâm về chất lượng. Đấy, còn nếu như bà con thực hiện chức năng thái khúc thân cây mềm, thân cây dây, lá cây thì mình trực tiếp đóng cái phần nắp này lại. Đấy, có hai phần lấy khóa thì mình gài lại chắc chắn để tránh cái trường hợp máy nó bị rung lắc. Đấy, thì bà con gài lại chắc chắn và đút ở từ ngoài vào trong. Đấy, đút vào trước vào như thế này đây thì sẽ thực hiện chức năng thái khúc. Đối với chức năng thái khúc thì bà con có thể thái được khúc từ tầm độ 4 phân đổ lại thì bà con có thể điều chỉnh được. Thì mình sẽ đút vào chậm thì nó sẽ ra những cái khúc ngắn
Còn nếu như mình đưa vào nhân thì nó sẽ ra những khúc dài. Đấy, tùy theo mức độ sử dụng cũng như là cái nguyên liệu thuốc của bà con mà bà con căn cái lượng dài ngắn, tùy theo mức độ sử dụng. Đấy, còn nếu như bà con nào đã có motor rồi thì bên điện máy Cường Liên cũng có cung cấp khung không motor. Đấy, cái khung không motor như thế này đây. Đấy, thì bà con có thể trực tiếp mua khung về và lắp motor vào. Đấy, motor nếu như mà sử dụng thì nó sẽ có những cái dòng motor như là dòng motor 2.2 đang lắp trên máy đây. Và bà con sử dụng cái motor đấy là dòng motor tua nhanh 2.900 vòng một phút hoặc là 2.850 vòng một phút. Đấy, nên chú ý lưu ý sử dụng vào là dòng motor dây đồng thì nó sẽ có cái lực chém nó khỏe hơn để đảm bảo cái công suất của máy. Đấy, thì bà con lưu ý khi mà nhà đã có motor rồi thì mình có trực tiếp mua motor không để về sử dụng được luôn. Đấy, cửa rang nguyên liệu thì nó sẽ nằm ngang như thế này đây. Đấy là khi mà bà con thái khúc thân cây mềm. Đấy, còn nếu như bà con thái lát thì nó sẽ bắn về phía trước. Đấy, thì bà con có nhu cầu mua cái máy thái thuốc hai chức năng dòng lớn như thế này thì có thể liên hệ bên điện máy Cường Liên, địa chỉ 36 Cổ Điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc các số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây, 0962133858, để được báo giá và tư vấn cụ thể về sản phẩm. Máy thì chuyển đến nơi cho bà con thì bà con có thể thái thử cũng như là kiểm tra thanh toán ngay tại nhà luôn. Đấy, chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video chúng tôi. Nhấn nút đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những phương pháp cũng như là những cái phần dòng máy phục vụ cho cuộc sống, đời sống trong sản xuất nông nghiệp cũng như là sản xuất đời sống của bà con. Chân thành cảm ơn.